tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, dự đoán từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch. Vận may của bản mệnh chủ yếu đến từ những cơ hội nhỏ trong công việc và tài chính. Dù không có những cú hích lớn, nhưng bản mệnh vẫn có thể tận dụng tốt các cơ hội để duy trì sự ổn định và cải thiện một cách từ từ. Điều quan trọng là bản mệnh cần kiên nhẫn, không nên quá nóng vội hay mạo hiểm với những quyết định quan trọng. Tổng quan về bản mệnh tuổi Giáp Thìn 1964, người sinh năm Giáp Thìn 1964 mang mệnh phú đăng hỏa, là người có sức mạnh nội tâm, trí tuệ sắc bén, kiên định và giàu ý chí. Từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch, bản mệnh sẽ đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng có những cơ hội đáng chú ý. Các phương diện chính trong cuộc sống như công việc, tài chính, tình cảm và sức khỏe sẽ có những biến động quan trọng, đòi hỏi bản mệnh cần giữ vững tinh thần sáng suốt và tỉnh táo. Về công việc và sự nghiệp của tuổi giáp thìn 1964. Trong giai đoạn này, bản mệnh sẽ phải đối diện với những thay đổi trong công việc, đặc biệt là những thử thách mới đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng ứng biến cao. Những nhiệm vụ quan trọng có thể xuất hiện đột ngột, đòi hỏi bản mệnh phải dành nhiều thời gian và công sức để hoàn thành. Tuy nhiên, nếu bản mệnh có thể giữ được sự điềm tĩnh và quyết tâm, những khó khăn sẽ dần được giải quyết, tạo tiền đề cho sự tiến bộ về mặt sự nghiệp. Ngoài ra, có thể xuất hiện những thay đổi trong cơ cấu tổ chức hoặc phương thức làm việc của cơ quan công ty mà bản mệnh cần nhanh chóng thích nghi trong quá trình này bản mệnh cần thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tụy tránh gây xung đột hay hiểu lầm không cần thiết với đồng nghiệp hoặc cấp trên dù phải đối diện với áp lực lớn đây cũng là thời gian để bản mệnh rèn luyện khả năng lãnh đạo và quản lý nếu biết cách nắm bắt cơ hội bản mệnh sẽ đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp về tài chính và tiền bạc của tuổi Giáp Thìn 1964. Về mặt tài chính, tuổi Giáp Thìn sẽ có những cơ hội nhỏ để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh nên thận trọng trong việc đầu tư và quản lý tiền bạc, bởi thời điểm này không thích hợp cho các hoạt động mạo hiểm. Tình hình tài chính của bản mệnh vẫn tương đối ổn định, nhưng cần đặc biệt chú ý trong việc chi tiêu. Bản mệnh có thể phải đối mặt với một vài khoản chi bất ngờ, đặc biệt là những khoản liên quan đến gia đình hoặc sức khỏe. Do đó, việc quản lý tài sản cẩn thận sẽ giúp bản mệnh duy trì sự ổn định và tránh những rủi ro không mong muốn. Đối với những người đang kinh doanh hoặc đầu tư, đây chưa phải là thời điểm thuận lợi để thực hiện các kế hoạch mở rộng hay đầu tư lớn. Bản mệnh nên tập trung vào việc bảo toàn nguồn vốn và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Về tình cảm và gia đạo của tuổi Giáp Thìn 1964, phương diện tình cảm của bản mệnh trong giai đoạn này nhìn chung êm ấm hòa thuận đối với những người đã có gia đình mối quan hệ với vợ trên chồng và con cái sẽ trở nên gắn kết hơn tuy nhiên vì áp lực công việc và cuộc sống có thể gây ra một vài căng thẳng bản mệnh cần chú ý duy trì sự thông cảm và chia sẻ trong mối quan hệ gia đình bản mệnh nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ và thấu hiểu lẫn nhau việc duy trì sự giao tiếp và hòa hợp trong gia đình sẽ giúp giảm bớt những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Đối với những người tuổi giáp thìn còn độc thân, đây là thời gian khá thuận lợi để mở rộng mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, bản mệnh cần chọn lọc và không nên quá vội vàng trong việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy cẩn thận trước khi đặt niềm tin vào người khác và tránh những mối quan hệ phức tạp hoặc không rõ ràng. Về sức khỏe của tuổi giáp thìn 1964, sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này cần được chú ý đặc biệt có thể bản mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng do áp lực công việc và cuộc sống các vấn đề về hệ tiêu hóa và xương khớp cũng có khả năng xuất hiện vì vậy bản mệnh cần duy trì chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên rèn luyện thể chất việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là rất cần thiết đặc biệt đối với những bản mệnh có tiền sử bệnh lý bản mệnh nên tránh những công việc hoặc hoạt động quá sức tập trung vào việc duy trì sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Về tinh thần, bản mệnh cần dành thời gian cho các hoạt động thư giãn, giảm căng thẳng như thiền định, yoga hoặc tham gia các hoạt động giải trí nhẹ nhàng. Điều này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tinh thần mà còn giúp bản mệnh tái tạo năng lượng để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Về vận may, vận hạn của tuổi Giáp Thìn 1964. Trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi giáp thìn sẽ trải qua một giai đoạn khá đặc biệt về vận may và vận hạn đây không phải là giai đoạn mà bản mệnh có thể dễ dàng đạt được những thành công lớn nhưng cũng không phải là thời điểm quá khó khăn nếu biết cách kiểm soát và cân bằng vận may của bản mệnh chủ yếu đến từ những cơ hội nhỏ trong công việc và tài chính dù không có những cú hích lớn nhưng bản mệnh vẫn có thể tận dụng tốt các cơ hội để duy trì sự ổn định và cải thiện một cách từ từ điều quan trọng là bản mệnh cần kiên nhẫn không nên quá nóng vội hay mạo hiểm với những quyết định quan trọng về vận hạn có một số rủi ro nhỏ liên quan đến sức khỏe và các mối quan hệ xã hội những xung đột nhỏ hoặc mâu thuẫn với người xung quanh có thể xảy ra nhưng nếu bản mệnh biết cách giữ bình tĩnh và giải quyết vấn đề bằng sự khéo léo mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa đối với các vấn đề về sức khỏe bản mệnh cần chú ý phòng tránh và điều trị kịp thời tránh để bệnh tật kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Bản mệnh cũng cần lưu ý rằng, không nên quá lệ thuộc vào vận may mà cần tự tin vào năng lực bản thân. Việc duy trì tinh thần lạc quan và tích cực sẽ giúp bản mệnh dễ dàng vượt qua những thách thức và thu hút được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Như vậy, từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua một giai đoạn có nhiều thay đổi trong công việc, tài chính và cuộc sống cá nhân. Dù đối mặt với không ít khó khăn, nhưng nếu giữ vững tinh thần kiên định, bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua và đạt được những thành tựu nhất định. Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe, duy trì sự hòa thuận trong gia đình và tận dụng những cơ hội nhỏ trong công việc để đạt được sự ổn định và phát triển lâu dài. Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964, ba ngày may mắn nhất từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch. Trong giai đoạn từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch, Người tuổi Giáp Thìn 1964 sẽ có 3 ngày may mắn, mang đến những cơ hội đặc biệt thuận lợi trong công việc, tài chính, tình cảm và sức khỏe. Đây là những ngày mà bản mệnh nên tận dụng để hoàn thành các mục tiêu quan trọng hoặc thực hiện những kế hoạch dài hạn. Dưới đây là dự đoán chi tiết cho 3 ngày này. Ngày 26 tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Thìn 1964. Đây là ngày bản mệnh có nhiều năng lượng và sự sáng suốt trong công việc các dự án hoặc nhiệm vụ còn gian dở sẽ được thúc đẩy nhanh chóng và đạt kết quả tốt khả năng lãnh đạo và tư duy chiến lược của bản mệnh sẽ được cấp trên đánh giá cao giúp cải thiện vị thế trong công ty nếu có những cuộc họp quan trọng hoặc cần thương thảo với đối tác đây là ngày lý tưởng để thực hiện bởi cơ hội thành công rất lớn ngày này mang đến dấu hiệu tích cực về tài chính có thể bản mệnh sẽ nhận được tin vui về một khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đây Đối với những người đang kinh doanh, ngày này hứa hẹn doanh thu tăng cao, có thể thu về lợi nhuận bất ngờ. Trong ngày 26, mối quan hệ gia đình của bản mệnh sẽ hài hòa và ấm áp. Đây là thời điểm thích hợp để tổ chức các hoạt động gắn kết như bữa cơm gia đình hoặc chuyến đi chơi ngắn. Đối với những người đang tìm kiếm tình yêu, có thể xuất hiện một người bạn mới đầy tiềm năng, mang lại nhiều niềm vui và cảm xúc tích cực. Sức khỏe trong ngày này khá tốt. Bản mệnh có thể cảm thấy dồi dào năng lượng và tinh thần lạc quan. Tuy nhiên, vẫn nên duy trì lối sống lành mạnh, tránh làm việc quá sức để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Ngày 28 tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Thìn 1964. Ngày 28 tháng 8 âm lịch là thời điểm cực kỳ may mắn cho những ai đang mong muốn có sự thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Những nỗ lực và cống hiến của bản mệnh trong thời gian qua sẽ được ghi nhận đây là cơ hội để bản mệnh nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên giúp giải quyết các khó khăn còn tồn động những bản mệnh đang tìm kiếm cơ hội mới có thể nhận được lời mời công việc hoặc dự án hợp tác đầy triển vọng ngày này mở ra những cơ hội mới về mặt tài chính nếu bản mệnh đang cân nhắc đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đây là thời điểm tốt để tiến hành nguồn tài chính dồi dào thu nhập có thể tăng thêm nhờ vào những cơ hội ngoài dự kiến tuy nhiên vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định lớn trong ngày này mối quan hệ tình cảm sẽ có những tiến triển tích cực với những người đã kết hôn đây là thời điểm để làm mới tình cảm giải quyết những hiểu lầm nhỏ và tăng cường sự gắn kết bản mệnh nên dành thời gian để chia sẻ và quan tâm nhiều hơn đến người thân đối với những ai còn độc thân có khả năng cao gặp được người đặc biệt qua sự giới thiệu của bạn bè Bản mệnh sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống và tinh thần sảng khoái trong ngày này. Các hoạt động ngoài trời như đi bộ hoặc tập thể dục nhẹ nhàng sẽ mang lại nhiều lợi ích tích cực, giúp duy trì sự cân bằng về cả thể chất lẫn tinh thần. Ngày 30 tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Thìn 1964. Ngày 30 tháng 8 âm lịch là một ngày đầy triển vọng cho công việc của bản mệnh. Những dự án quan trọng có thể tiến triển thuận lợi hơn mong đợi và các kế hoạch hợp tác sẽ đạt được thỏa thuận chung. Đây là thời gian để bản mệnh thể hiện khả năng lãnh đạo, điều hành và gây dựng lòng tin với đồng nghiệp và đối tác. Sự nghiệp của bản mệnh có thể có bước tiến rõ rệt nếu tận dụng tốt cơ hội này. Tài chính của bản mệnh trong ngày 30 tháng 8 âm lịch tiếp tục khởi sắc. Bản mệnh có thể thu được lợi nhuận từ những khoản đầu tư trước đó hoặc nhận được những cơ hội kinh doanh mới. Tuy nhiên, đây cũng là lúc bản mệnh nên thận trọng trong việc quản lý chi tiêu, đặc biệt là tránh đầu tư vào những dự án rủi ro cao trong ngày này tình cảm gia đình sẽ có những dấu hiệu tích cực hơn nếu trước đây có những hiểu lầm hoặc mâu thuẫn nhỏ đây là thời điểm để hàn gắn và xây dựng lại sự hòa thuận bản mệnh nên dành thời gian cho gia đình và người thân để tạo dựng sự gắn kết bền vững đối với những bản mệnh độc thân có thể xuất hiện cơ hội hẹn hò hoặc gặp gỡ người mới sức khỏe trong ngày này khá ổn định bản mệnh có thể tham gia vào các hoạt động thể thao hoặc giải trí để giải tỏa căng thẳng Tuy nhiên, cần lưu ý không nên quá sức để tránh ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Kết luận, trong 3 ngày may mắn nhất từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Giáp Thìn 1964 sẽ nhận được nhiều cơ hội thuận lợi trong công việc, tài chính và tình cảm. Bản mệnh nên tận dụng thời gian này để thực hiện những kế hoạch quan trọng, đồng thời duy trì sự hài hòa trong gia đình và chăm sóc sức khỏe bản thân. Cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý cô chú để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh quý cô chú đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé kính chúc quý cô chú thật nhiều may mắn vạn sự như ý